Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Ông Cao Thắng đích thực là ông xã trong truyền thuyết. Mạng xã hội chỉ follow Đông Nhi 10 status thì 9 nhắc đến vợ và khẳng định chủ quyền. Ông Cao Thắng thật sự khiến hội chị em phải ghen tị đến đỏ mắt với Đông Nhi khi cô có anh chồng nuôi chiều và yêu thương hết mực như thế này. Nhắc đến cặp vợ chồng hạnh phúc nhất nhì vừa biết, chắc chắn không thể quên gọi tên Đông Nhi và ông Cao Thắng. Sau hơn 10 năm hẹn hò, cả hai đã chính thức về chung một nhà và nhận được lời chúc phúc từ đông đảo người hâm mộ và bạn bè đồng nghiệp trong vừa biết. Đặc biệt sau hơn một thập niên gắn kết, từ lúc hẹn hò cho đến kết hôn, cả hai luôn dành cho nhau những lời nói ngọt ngào và những cử chỉ cực tình tứ. Đặc biệt ông Cao Thắng còn được dân tình khen ngợi là anh chồng truyền thuyết khi hết mực trung thủy, yêu thương và luôn chiều Đông Nhi. Nói có sách, mách có chứng. Có thể thấy trên trang Instagram, ông Cao Thắng sở hữu gần 300.000 follow, nhưng nam ca sĩ vẫn chỉ theo dõi duy nhất Đông Nhi. Không như thế, thời gian gần đây dân tình còn phát hiện ra ông Cao Thắng chăm chỉ cập nhật mạng xã hội thấy rõ, nhưng để ý thì mới thấy ngày 9 tháng 10 bài đăng đều nhắc đến vợ và khéo léo khẳng định hoa đã có chủ. Những động thái nhỏ nhưng vô cùng ấm áp tình cảm của ông Cao Thắng dành cho bà xã khiến hội chị em vô cùng ngưỡng mộ. Nhiều người còn bảo nhau tìm kiếm đâu xa xôi, đời người con gái chỉ cần một nam thần như ông xã Đông Nhi là đã quá hạnh phúc rồi. Sau kết hôn, trang cá nhân của ông Cao Thắng chỉ toàn cập nhật những khoảnh khắc ý nghĩa và tình tứ của hai vợ chồng. Cứ ở bên vợ yêu là phải cười thả ga, vô cùng hạnh phúc. Thậm chí đi du lịch cũng không quên chiều vợ, làm trò nhí nhố. Không cần bàn cãi thêm, ông Cao Thắng đích thị là anh chồng bước ra từ truyền thuyết sướng nhất của Đông Nhi. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.